kiến giật quê màu đua sắc tươi, cành hoa nở tỏ như cười. Xuân về cảnh đẹp càng thêm vẻ giam hỏi ở đông hoàng tuổi mấy mươi. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình là thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 1. Phần này sẽ do giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê sẽ đến với chúng ta qua đề tài tìm hiểu ý nghĩa 4 câu trong bài Cho ông cờ Tàu Hảo Sài Gòn. Đức Quỳnh giáo chủ sáng tác tại Bạc Liêu ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ 1942. Phá ngũ uẩn rứt lòng tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Vậy ngũ uẩn là gì mà Đức Thầy bảo chúng ta phải phá? Tham ái là gì? Cội sân si ra sao? Tai hại của nó như thế nào mà Đức Thầy bảo chúng ta là phải tạo trừ, và tạo trừ bằng cách nào? Giác tánh chân như là gì? Kim thân thị hiện ra sao mà khi chúng ta đạt được thì dứt trừ tử sanh? Xin kính mời giáo lý viên đến diễn đàn để giải bài cho tất cả chúng ta được rõ. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Trung tá Lê Phước Thành, trưởng công an thị trấn An Phú. Kính thưa ông Ngô Nguyên Sói, là ủy viên ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách địa bàn của huyện An Phú. Kính thưa giáo lý viên Phan Chí Tâm, đồng về đảm trách chương trình hôm nay. Kính thưa ông Quỳnh Văn Long, là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn An Phú, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình thuyết giảng hôm nay. Kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn An Phú. Kính thưa quý ban trị sự các xã, phường, thị trấn lân cận. Kính thưa quý nhà hảo tâm, quý nhà mạnh thường quân, quý bậc trí thức, quý tín đồ chân tu tâm đạo, cùng toàn thể quý cô bác, quý đồng đạo gần xa có mặt hôm nay kính mến. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi phải nói là rất là hân hạnh, cũng như giáo lý viên Phan Chí Tâm được sự ưu ái của ban tổ chức, cũng như được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban sự trung ương, hôm nay cho hai giáo lý viên chúng tôi được trở về đây để được cùng quý đồng đại chúng ta có một cái buổi họp mặt để chia sẻ qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Thì hôm nay trở về đây cũng như các lần trước, chúng tôi hết sức là vui mừng và quý kính, nhất là cái tinh thần cao quý của các cấp chính quyền địa phương. Quý vị rất là quan tâm đến tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay dành thời gian đến tham dự, và đặc biệt nhất là hôm nay thì được Trung tá Lê Phước Thành đến tham dự và có những cái lời phát biểu cũng như nhắc nhở quý đồng đạo chúng ta về vấn đề tệ nạn xã hội, để mình nhắc nhở cho con cháu trong gia đình để nhằm ý thức cái cuộc sống được tốt đẹp, được an vui hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì chúng tôi phải nói rất là vui mừng hơn nữa là được quý cô bác đồng đạo từ ở mọi nơi xa xôi cũng như ở gần, không có ngại gì cái đường xa hết mà hôm nay trở về tham dự rất đông như thế này, thì chứng tỏ một cái tinh thần vì đạo vì thầy rất cao của quý đồng đạo. Vậy lời nói đầu tiên trước tình cảm vui tươi thắm tình đạo vị này, chúng tôi xin kính đến toàn thể lời hân hoan chào mừng thật nồng hậu, là thăm hỏi sức khỏe cùng lời chúc phúc tốt đẹp an lành nhất ạ. Thưa quý đồng đạo, thì hôm nay nhìn lại hội trường của mình đó, thấy quý đồng đạo chúng ta thấy từ ở Hà Tiên, Tô Châu cũng như ở những cái huyện thị rất xa mà lại trở về đây để tham dự. Mà chúng tôi mừng có một cái là nghe đồng đạo mình nói á, Bạch Lê ơi, mấy cháu giáo lý viên đi thuyết giảng chứ không có cực bằng mấy cô mấy chú đâu. Mấy cô mấy chú là ngày nào cũng đi hết trơn á, đi xuyên suốt, nhiều khi là cả tháng trường như vậy. Thì thưa quý đồng đạo, chúng tôi nghe nói như vậy mình hết sức là vui và vô cùng quý kính. Bởi vì sao quý đồng đạo? Đời bây giờ đó ai cũng chạy theo văn minh, vật chất, cơm tiền. Thế mà quý đồng đạo chúng ta không màng cái sự vật chất giả tạm đó, mà lúc nào cũng vui say trong Phật Pháp, tâm hồn lúc nào cũng an nhàn phấn khởi, chỉ nương mình vào cái cửa Phật Pháp mà thôi. Thì điều này chúng ta nhớ lại, chúng ta giống như cái tâm của Đức Thầy. Hôm nay đi dạo đầu này, mai đi dạo đầu kia để mà dự thuyết giảng, thì giống như Đức Thầy chúng ta có cảnh là dạo khắp tiên bang,
cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phạm tăng. Thưa quý đồng đạo, chúng ta chưa được như Đức Thầy, nhưng mà chúng ta thiết nghĩ cái tâm quý đồng đạo như vậy là chúng ta cũng gần gần giống Đức Thầy rồi. Mà hôm nay quý cô bác đồng đạo mình thử hình dung coi, ngày nào chúng ta cũng nghe Phật Pháp, nghe giáo lý của Đức Thầy, mà sau này Đức Thầy chúng ta trở về, Đức Thầy chúng ta ngồi nơi cái cội Long Quang, Đức Thầy chúng ta thiết một tràng Pháp. Mà bây giờ đồng đạo mình đã hiểu giáo lý của Đức Thầy, học Pháp của Đức Thầy rồi, mà Đức Thầy thiết một tràng Pháp nữa, thì quý đồng đạo chúng ta thử hình dung thì sau này chúng ta như thế nào quý đồng đạo? Chắc có lẽ là quý cô bác đồng đạo chúng ta là người đắc đạo trước hết, phải không quý đồng đạo? Bởi vì Đức Thầy nói là khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ăn xá, bớt tội căn để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên, nghe Phật Pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả. Thưa quý đồng đạo, thế nên chúng con rất là mừng quý đồng đạo à. Thôi thì cái thời gian nó cũng đã về trưa rồi, vì vậy mình không dám dông dài, trở lại với phận sự. Thì theo sự phân công thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bốn câu giảng trong bài Cho Ông Cò Tào Hảo mà Sư Ngôn vừa giới thiệu. Thưa quý đồng đạo, chúng ta phải nói là mình có giảng lần phước duyên mới được ra đời vào cái thời kỳ có Phật tại thế. Mình đã quy y theo Đức Thầy là một vị cổ Phật. Thế nên Thầy chúng ta từng cho biết là duyên lành sẵn có ơn trên quá, bồi đắp nền nhân đức lại sau. Hay là duyên lành rõ được khùng điên chẳng qua kiếp trước, thiện duyên hữu phần. Quý cô bác anh chị em, Đức Thầy là một vị Phật. Thế nên chúng ta thấy Đức Thầy chúng ta đi tới đâu, thì mặc dầu chúng ta biết cái thời kỳ Đức Thầy chúng ta ra đời dạy đạo thì người Pháp gây khó khăn cho Đức Thầy, họ tìm mọi cách câu lưu Đức Thầy rài đó mai đây để mà chặn đứng cái bước đường truyền giáo. Nhưng mà không ngờ khi mà họ đưa Đức Thầy chúng ta đến đâu, thì trái lại Ngài cho biết là càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Chúng ta thấy khi mà Đức Thầy bị người Pháp câu lưu về nhà ông Hương Bảo Thạnh, ở đây chỉ có 70 ngày, nhưng mà ở đây cũng là một cái đạo tràng thứ hai sau Thánh Địa Tổ Đình Hòa Hảo. Rồi tiếp đến thì họ đưa Đức Thầy chúng ta về nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, ở đó tức là có 10 tháng 7 ngày thôi. Nhưng mà ở nơi đây thì Đức Thầy cũng chinh phục được ông bác sĩ Trần Văn Tâm cũng như cái anh gác cổng, cuối cùng nơi đây cũng trở thành một cái mái ấm đạo tràng. Và sau đó thì Đức Thầy chúng ta bị lưu cư đưa về nhà của ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu. Thì ở nơi đây tức là 15 tháng 12 ngày, và cũng có tài liệu ghi là 15 tháng 10 ngày. Thì ở nơi đây Đức Thầy chúng ta biết không, ông Ký Giỏi tức là cái người làm việc cho Pháp, thế mà Đức Thầy chúng ta trở về nhà của ông rồi, thì cuối cùng lại thì với cái quyền diệu phi phàm của Đức Thầy, Đức Thầy cũng đã thu phục được bà Ký Giỏi cũng như ông Ký Giỏi quy y theo đạo. Và cuối cùng thì ông Ký Giỏi đã biết trước ngày giờ giảng sanh trước đó 3 tháng. Thì chúng ta thấy cái sự màu nhiệm của Đức Thầy, cái quyền năng của một vị hoạt Phật không sao kể xiết. Thì khi mà Đức Thầy chúng ta ở nhà của ông Ký Giỏi thì có một điều mà chúng ta thấy, đó là ông Cò Tào Hảo, ông tên là ông Trần Quang Hảo, ông là xu gia của ông Ký Giỏi. Thì trước đây ông tên là ông Trần Quang Hảo mà ông làm cảnh sát cai quản bến tàu Sài Gòn, và cũng có sách ghi là ông là cảnh sát để cai quản đường sông, nên người ta mới gọi ông là ông Cò Tào Hảo. Thì lúc bây giờ ông Cò Tào Hảo không biết lý do gì mà ông đã chán cảnh phồn hoa, chán mùi chung đỉnh, ông muốn mượn chốn thiền môn để an thân cầu đạo. Có nghĩa là trong tâm của ông mới tính như vậy thôi. Và bây giờ đó ông mới tổ chức một cái buổi tiệc, người ta gọi đó là cái tiệc tẩy trần. Thì bây giờ ông mới mời ông xui của ông, tức là ông Ký Giỏi đến để mà chung vui một cái buổi tiệc, chứ không nói là cái tiệc mình chuẩn bị xuất gia, không nói gì hết. Thì nghe tin là ông Ký Giỏi đi xuống nhà của ông Cò Tào Hảo, thì Đức Thầy chúng ta, mặc dầu Đức Thầy không, ông bởi vì ông Ký Giỏi còn chưa biết ông xui mình đã xuất gia thì đâu có nói gì đâu, bởi vì làm sao Đức Thầy biết. Nhưng mà với cái quyền năng của một vị Phật, tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lắng bốn phang, Đức Thầy biết ông Ký Giỏi sắp xuất gia. Vì vậy mà Đức Thầy hết sức là vui mừng viết cái bài thơ đó để mà gửi gắm nhắn nhủ chúc tụng ông trên bước đường tầm sư học đạo. Thế nên cuối bài chúng ta nghe Đức Thầy mình nói không, nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn quảng đồng, lắng tai nghe được tinh hồng, tờ quá ít chữ gọi lòng chia vui. Thưa quý đồng đạo, cái bài viết thì nó chỉ có 37 câu, nhưng mà toàn là chúng ta thấy những cái từ ngữ Phật học vô cùng phong phú. Chỉ có những bậc thâm hiểu sâu về Phật Pháp thì mới hiểu được những cái từ ngữ này mà thôi. Thì hôm đó là ông Cò Tào Hảo, ông là cái người đã hiểu biết về Phật Pháp, cũng đã có nghiên cứu về Phật giáo. Vì vậy mà ông nghe qua những cái từ ngữ đó là cầu tu cho đạt ngũ hương, rồi rứt đái hà, rồi
nào đó là phá ngũ quẩn, rồi kim thân thị hiện, vân vân, những cái từ ngữ toàn là Phật học không. Thì lúc bây giờ ông đã xác nhận Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, và nói với ông ký giỏi đây là ông đã gặp được một cái vị Phật ở trong nhà của ông rồi. Bây giờ đó là anh xui hãy cố gắng mà tin tưởng và quy y theo thì sau này sẽ thành công đắc quả. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà hôm nay thì trong cái bài này chúng ta sẽ rút ra 4 câu để cùng nhau luận bàn. Đó là phá ngũ quẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Thì đây là một cái pháp tu để đưa chúng ta ra khỏi cái con đường luân hồi sanh tử, để hoàn toàn đạt được kim thân, chúng ta thành Phật tại thế gian. Đây là cái bài pháp rất cao, rất sâu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau để mình cố gắng chăm chú lắng nghe, để chúng ta hiểu được cái mỹ ý siêu diệt của Đức Thầy. Thưa quý đồng đạo, thì với cái câu đầu Đức Thầy chúng ta dạy phá ngũ quẩn rất làm tham ái. Thì cái chữ phá là gì? Chữ phá có nghĩa là làm cho nó vỡ ra, cho nó tan ra, cho nó mất đi, thì gọi đó là phá. Mà Đức Thầy chúng ta từng có cái câu là phá tan ốc, tinh thần nhu nhược. Mà ở đây phá cái gì quý đồng đạo? Thầy chúng ta nhắc là phá ngũ quẩn. Thì ngũ quẩn là gì quý đồng đạo? Chúng ta thấy trong toàn bộ sấm giảng này, Đức Thầy chúng ta nhắc về cái từ ngũ quẩn chỉ có 2 lần thôi. Một lần là chúng ta thấy Đức Thầy viết trong cái quyển tư, mà Đức Thầy chúng ta dạy như thế nào quý đồng đạo? Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình ráng định tánh, trừ cho nó tiệt. Chữ gây gỗ là sân hải diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân gã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp 5 tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Thì đó là ngũ quẩn mà Đức Thầy chúng ta đã dạy trong sấm giảng quyển tư. Rồi tiếp đến thì Đức Thầy chúng ta dạy trong cái bài cho ông Cò Tà Hảo. Thì ngũ quẩn, ngũ quẩn ở đây là gì quý đồng đạo? Ngũ quẩn đây là một cái danh từ chuyên môn trong giáo lý của nhà Phật. Ngũ quẩn, chữ ngũ là 5, chữ quẩn có nghĩa là tích tụ hay là nhóm hợp. Vậy thì ngũ quẩn có nghĩa là 5 cái món nó tích tụ, nó nhóm hợp lại thành cái thân của tất cả chúng sanh. Có nghĩa là thành cái thân của con người cũng như của súc vật vậy, súc sanh vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với chúng ta hôm nay có mặt trong cái cõi đời này, thì tất cả mọi chúng ta ai cũng đều mang cái thân ngũ quẩn với đồng đạo à. Thân ngũ quẩn mà trong kinh Tần Bảo đó là tứ đại khổ không, ngũ quẩn hay là ngũ ấm đó, thì nó vô ngã. Vì vậy mà ngũ quẩn này nó gồm có 5 thứ, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là thuộc về cái phần thể xác, cái phần thân của chúng ta này quý đồng đạo. Thì cái phần, cái tổ hợp của cái sắc này thì nó gồm có 4 thứ, đó là gì quý đồng đạo? Là đất, nước, gió, lửa. Mà Đức Thầy chúng ta từng bảo còn cái thân của ta do nơi đất, nước, gió, lửa hiệp thành, có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã. Đó, còn cái phần tâm tức là nó gồm có 4 thứ, tức là cái phần tinh thần đó, thì gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Thì thọ, tưởng, hành, thức, quý đồng đạo thấy thọ là gì? Thọ có nghĩa là khi con người chúng ta có sắc thân thì có 6 căn, khi tiếp xúc với 6 trần thì nó sẽ có những cái sự cảm thọ. Khi chúng ta thọ khổ, khi chúng ta thọ lạc, cái sự khổ thọ lạc này là tùy theo khi chúng ta tiếp xúc với 6 căn mà chúng ta sẽ có được, thì gọi đó là thọ. Thưa quý đồng đạo, thọ gọi chúng ta tưởng, tưởng có nghĩa là cái sự tư tưởng, cái dòng tư tưởng của tâm thức chúng ta. Nó luôn luôn nó tưởng tượng, nó tưởng đó nhớ đây. Mà Đức Thầy chúng ta nhắc là trí dẫn dơ, tưởng đó nhớ đây. Thiết mưu kế, toan bề thẳng thối, ghi thù quán trưởng đều đắc đối, nên ma phiền não trượt đắm sai, chuyển lung trong nhân vật các loài, căn mờ ám, làm điều dại dột. Thưa quý đồng đạo, con người chúng ta khi mà chúng ta tiếp xúc với trần cảnh rồi, bắt đầu cái trí của chúng ta lúc nào nó cũng tưởng hoài. Khi mà nó đã qua rồi, nhưng mà lắm khi chúng ta nằm lại, chúng ta cũng tưởng nhớ, chúng ta cũng suy tư từ cái chỗ đó rồi, mà nó đó là cái điều kiện mà khiến chúng ta phải luân hồi sanh tử, cũng vì cái trí tưởng của chúng ta mà ra. Rồi hành là gì quý đồng đạo? Hành tức là cái sự vận hành của tâm thức chúng ta. Chúng ta thấy đối với cái hành động bên ngoài chúng ta làm á, thì lắm khi chúng ta tối lại chúng ta còn nghỉ, hay là chúng ta tới 12 giờ trưa chúng ta làm tới 11 giờ, qua 11 giờ bắt đầu chúng ta nghỉ tới 1 giờ, có nghĩa là theo cái giờ hành chánh. Thì đối với cái hành động, cái sát thân của chúng ta làm bên ngoài thì nó còn có giờ nghỉ ngơi, nhưng mà cái sự vận hành của tâm thức nó không giờ phút nghỉ ngơi quý đồng đạo à. Lúc nào nó cũng nghỉ, nó cũng tuôn chảy mãi cái sự vận hành của nó. Đây là cái tác ý của chúng ta. Vì vậy mà con người chúng ta
bởi cái sự vận hành, cái tác ý không ngừng nghỉ, nó luôn luôn chạy theo những cái sự giả tạm của thế trần mà làm cho chúng ta cũng rất là đau khổ. Thưa quý đồng đạo, rồi hành rồi tới thức là gì? Thức có nghĩa là cái sự phân biệt tốt xấu, thương ghét. Từ cái chỗ đó mà chúng ta có cái sự phân biệt đó mà nó đưa ra những cái hành động hay là cái lời nói. Vì vậy mà nói chung lại là thọ tưởng hành thức, đây là cái phần vọng tâm, cái phần vọng tâm của tất cả chúng sanh. Mà quý đồng đạo thấy rằng cái vọng tâm này nó cũng không có thật quý đồng đạo à. Bởi vì Đức Phật nói là thọ tưởng hành phúc, hành thức có nghĩa là ngủ ấm. Ngủ ấm có nghĩa là ngủ quẩn, đó là khổ không, ngủ ấm vô ngã. Vì vậy mà đối với cái sắc nó cũng là không có thật, mà đối với thọ tưởng hành thức tức là cái phần vọng tâm nó cũng không có thật. Mà nếu chúng ta cho nó là thật thì tại sao nó kỳ cục vậy? Cái tâm gì mà ba hồi thương, ba hồi ghét, ba hồi thì buông xả, ba hồi thì nắm giữ, ba hồi thì giận, ba hồi thì vui, tại sao kỳ vậy? Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái điều này nó không có thật. Nhưng mà con người chúng ta lúc nào chúng ta cũng nghĩ nó là thật hết. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ cái thân này nè là thiệt thân của mình nè. Có ai mà nghĩ cái thân này không thiệt là của mình không quý đồng đạo? Chắc ở trong hội trường chúng ta ai cũng nghĩ nó là không thiệt hết. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy đó. Chứ thật ra mà khi mà ai mà đụng tới mình cái coi, mình nói nó là giả, nói là nó không thiệt không đó. Nhưng mà đụng tới cái biết liền, phải không quý đồng đạo? Vì vậy mà chúng ta chỉ có nghĩ tưởng thôi, chứ thật ra khi chúng ta chưa có áp dụng thực hành được quý đồng đạo. Còn cái vọng tâm của chúng ta cũng vậy, nhưng mà chúng ta nghĩ nó là thật. Vì vậy những gì chúng ta phán đoán, những gì chúng ta suy nghĩ là chúng ta bảo đảm 100%. Hãy chúng ta đưa ra cái ý kiến gì là bắt buộc mọi người phải nghe theo mình. Hãy người ta không nghe là trong đó là mình hết chịu nổi rồi, mình bực tức lên rồi. Chúng ta thấy không, nào có cái chữ giái, cái chữ nam mô thôi. Mà quý đồng đạo chúng ta, cái người mà quyết định cái chữ giái là đúng rồi, thì cái ông kia mà đọc cái chữ nam mô một cái là đổ lửa rồi đó. Không rồi mà chúng con đi cái đó làm từng chính mình chứng kiến quý đồng đạo. Một khoái đoàn đi vô trước đọc cái chữ nam mô, thì cái ông bác đồng đạo của mình tướng mạo cũng rất là đoan trang, mặc cái áo cúng vô rồi, nhưng mà quỳ xuống cúng thì cái ông này ông đọc cái là nam mô Phật tổ Phật thầy. Cái ông kia đó là lột cái áo dài ra liền. Cái phái đoàn này không có phù hợp với tao rồi, thôi đợi lúc sau đi hả cúng. Thưa quý đồng đạo, mình thấy rất là đau lòng. Chúng ta không biết rằng trên đời này không có cái gì là đúng 100% hết. Vạn pháp giai phương tiện, tất cả những cái pháp môn tu tập đó chỉ là phương tiện mà thôi. Thầy chúng ta bảo là chúng sanh mê nên đem pháp thuyết giải thoát rồi, pháp bất khả dùng. Thế nên tất cả những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghĩ rằng nó đúng, nhưng mà thật ra không có cái gì là nó chân thật hết với đồng đạo à. Tất cả là phương tiện. Thế nên con người chúng ta đừng bao giờ lầm chấp. Lầm chấp là cái thân này là thật, cái sư nghĩ, cái nghĩ tưởng của chúng ta là hoàn toàn đúng. Và từ chỗ đó mà chúng ta gây nên những cái sự mâu thuẫn, những cái sự xích mích trong đạo, mà làm cho tâm chúng ta không yên ổn được. Thưa quý đồng đạo, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào mình tìm coi Đức Phật nói là cái thân này nó không thật à, thì bây giờ mình nghĩ coi nó có đúng như vậy không. Chúng ta nghe trong Tịnh Thế Chân có cho biết là cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai chưa chắc được, phần nổi bệnh nổi già thúc phượt, sống trên đời sống được bao lâu, mới mài xanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nắm. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà với cái lăng kính của một vị Phật thì các ngài lúc nào cũng nhìn thấy cái thân của chúng ta nó luôn luôn vô thường biến hoại, luôn luôn thay đổi theo cái dòng thời gian. Còn chúng ta, quý cô bác mình, nếu nói mình cho rằng cái thân này là thật của mình, đâu bữa nào quý cô bác mình thương nó lá, mình nói nha thân ơi, tao sợ mày bệnh nha thân, mày thương tao mày đừng có bệnh nha thân. Nó bệnh không quý đồng đạo? Thưa quý đồng đạo, nó vẫn bệnh. Hay là tao sợ mày già, mày đừng có già nha thân, mày tới tuổi này thôi nha, đừng có già nữa, 50 thôi, đừng có bước lên nữa, mày đừng có già, được không quý đồng đạo? Rồi nó cũng già. Thân ơi, tao quý mày như ngọc như vàng nha, mày đừng có chết nha thân. Chết không quý đồng đạo? Cũng dặn chết, không ai làm chủ được. Mà chúng con thường nói hoài có bốn điều mà chúng ta không thể biết trước được. Đó là gì quý đồng đạo? Thứ nhất nè, là mình không biết trước mình lúc nào mình bệnh, và không biết. Thứ hai là mình không biết mình mang cái bệnh gì. Cái thứ ba là mình không biết lúc nào mình chết. Có ai biết là lúc nào mình chết không? Phải ai mà biết trước là cái người này chắc chắn là vãng sanh rồi đó, phải không? Còn mình không có biết chừng nào mình chết đâu, và mình cũng không biết mình chết ở đâu, chết ở nhà hay chết ở nhà thương, hay là chết ở dọc đường. Chúng ta hoàn toàn không làm chủ được quý đồng đạo à. Vì vậy mà mỗi con người chúng ta nên ý thức mình sống trên đời này, nhất là người xưa từng bảo là 60 năm cuộc đời. Quý cô bác đồng đạo nào mà bước qua 60 tuổi rồi đó, mình phải cố gắng tu nha quý đồng đạo.
Bởi vì cái con đường chúng ta bước đến nấm mồ không có còn xa nữa quý đồng đạo ạ. Nói thì nói như vậy đó, nhưng mà cái thời hôm nay thì sao? Đời hạ ngôn hay chết tuổi sanh. Thầy chúng ta nhắc là con người quân hạ bấy nhiêu hơi, đạo đức trao dồi, có chơi có chơi. À, vì vậy mà hôm nay mà chúng ta hợp mặt với nhau như thế này đó, nhưng mà chưa biết ngày mai chúng ta như thế nào. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện mà ba cái người bạn hợp với nhau để luận về vô thường không? Thì cái ông bạn thứ nhất, ông nhìn mấy anh em đang ngồi vui sướng như thế này, ông mới làm cái câu thơ: hôm nay hiệp mặt cùng ăn uống, không biết sang năm thiếu mặt nào. Cái ông bạn kia, ông nói vậy còn lâu đó, chứ tao nghĩ đó nha, lên giường ngủ rồi đó, đi xuống mạnh lắm khi không có xỏ dép lại được là chết rồi. Ông mới nói là tối nay dài dở kể ra, sáng ngày có biết xỏ vào đặng chăng. Cái ông bạn kia, ông nói như vậy còn lâu đó, theo tôi nghĩ đó, hơi thở này đây phì khỏi miệng, chẳng may hít lại, thở lại hoặc đi luôn. À, chúng ta thấy không, có những người mới vừa đang đi đám đồng tuần với mình như vậy, đang cầu nguyện như vậy, nhưng mà khi mà góp hương rồi định hương thì đồng đạo này chúi nhủi xuống một cái ngoẻo ra, chào nước miếng nước mồm hết rồi, đã chết rồi đó quý đồng đạo. Ở gần chúng con có ông bác Năm, mới vừa đi đó làm tuần về, mới dẫn cái xe lên cái thềm ba thôi thì bác đã ngoẻo ra và bác đã chết. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái kiếp người chúng ta nó không có hẹn lặng được quý đồng đạo. Thầy ông Diêm Vương ông quyết định mình chừng nào chết là chúng ta phải chết, không có trì quẩn được quý đồng đạo. Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất định lưu nhân đáo ngũ canh. Thầy ông Diêm Vương quyết định người nào canh ba chết là phải canh ba chết, không thể hẹn người đến canh năm. Thế nên quý cô bác đồng đạo phải ráng tu nha, ráng tu trong từng cái hơi thở, lúc nào cũng dán cái chữ tử trên đầu á, là tất cả mọi công việc chúng ta sẽ không còn tranh đấu hơn thua, không còn hờn giận gì nữa hết. Và lúc nào chúng ta hãy quán được cái thân này nó là giả thân rồi thì mọi công việc nó sẽ làm cho tâm chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp, sẽ thanh tịnh và sẽ không có còn gầu lo khổ nữa với đồng đạo. Vì vậy mà ngày xưa Đức Quán Thế Âm tự tại đó, Quán Bồ Tát tự tại Quán Thế Âm đó, có nghĩa là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khỏi ách. Có nghĩa là chúng ta chiếu kiến được cái thân này là không thật thì tất cả mọi nỗi khổ đều tan biến hết với đồng đạo. Đối với cô bác đồng đạo, chúng ta thử hình dung coi, mình bữa nay mà chúng ta sở dĩ mình còn tranh đấu, còn hơn thua nè, còn tham nhà tiếc cửa nè, còn tính toan đủ thứ hết trơn á, là do chúng ta không nghĩ rằng cái thân này ngày mai nó chết nè. Còn quý đồng đạo, chúng ta nghĩ ngày mai này mình sẽ chết nha, lúc nào cũng nói ngày mai mình sẽ chết, ngày mai mình sẽ chết. Mình nghĩ như vậy rồi là quý đồng đạo chúng ta nói chung là mình sống rất tốt. Hỏi cái ngày nào chúng ta còn sống được là chúng ta sống rất tốt, làm hết khả năng của mình. Bởi vì mình biết ngày mai mình đã chết rồi, thì hôm nay chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, cố gắng chúng ta làm hết tất cả mọi cái công việc của chúng ta. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà chúng ta nên nhớ rằng đối với cái thân ngũ quẩn này, đó là từ cái thân cũng như cái vọng tâm của chúng ta nó không thật, mà chỉ có cái thân kim cang, cái thân liên hoa mới là cái thân thật. Và chỉ có cái chân như tâm, cái Phật tánh của chúng ta nó mới trường tồn bất sanh bất diệt mà thôi. Vì vậy mà hôm nay con người chúng ta sở dĩ mang cái thân ngũ quẩn, cái thân khổ đau, cái thân vô thường, cái thân tạm giả này, nguyên nhân nào mà chúng ta có mặt ở đây quý cô bác? Ai ban cho mình xuống đây? Ai ban quý đồng đạo? Ông trời hay ông Phật? Thưa quý đồng đạo, con người chúng ta sở dĩ có mặt nơi đây không do một đấng quyền năng tối cao nào mà ban cho mình, mà tự do chúng ta gây tạo ác nghiệp mà chúng ta có mặt nơi đây để chúng ta đền trả. Đức Thầy chúng ta từng cho biết là trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Hay con người chúng ta có mặt là do ba cái nghiệp chướng thân khẩu ý chúng ta gây tạo ra 10 điều ác mà chúng ta phải chuyển lưng để chúng ta đền trả. Vì vậy mà muốn phá cái thân ngũ quẩn này thì quý đồng đạo chúng ta phải làm sao đoạn trừ những cái ác nghiệp thì chúng ta mới có thể phá nó được, không còn mang cái thân trong chốn luân hồi. Nếu chúng ta còn gây ác nghiệp thì chúng ta đương nhiên phải mang cái thân trong chốn luân hồi. Có những người quý đồng đạo thấy không, thấy rằng mang cái thân này khổ quá, ta nghèo khổ, bệnh đau tật nguyền đủ thứ hết trơn, thì sao bắt đầu buồn quá, tự giận chết. Nó tự giận chết đi để bỏ cái thân này đi cho nó hết khổ, chứ mang chi cái thân này khổ sở quá, mà bệnh đau nằm một chỗ dây dưa 5-10 năm không dứt, rồi lắm khi chồng con hành hạ đánh đập khổ sở rồi tự giận chết. Nếu ai mà phá cái thân này bằng cách là tự giận chết thì sao, cái đời sau nó sẽ đau khổ hơn cái đời hiện tại. Ai chết trong cái sự mà uất ức, cái sự tự giận đó, thì đời sau sẽ đau khổ hơn cái đời hiện tại. Mà muốn ra khỏi mang cái thân, mà muốn khỏi mang cái thân mà
ngũ quẩn này đau khổ nữa thì chỉ có một điều duy nhất là làm sao quý đồng đạo mình là mình phải tu để dứt trừ cái ác nghiệp thì chúng ta mới ra khỏi con đường luân hồi. Đức thầy chúng ta từng dạy là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, tây phương huyết đáo, chung vui Phật đài. Thấy không? Làm sao chúng ta tỉnh quá được 10 điều ác. Từ 10 điều ác chúng ta không gây tạo, mà nhất là cái gì quý đồng đạo? Trong thân, trong khẩu, trong ý thì do đâu mà có hành động, do đâu mà có cái lời nói ác? Thì tất cả đều do cái ý của chúng ta mà nó phát sinh ra. Phải không quý đồng đạo? Ý làm chủ tạo tác. Nếu quý ý ô nhiễm, nói năng hay hành động khổ não bước theo sau như xe theo chân con vật kéo, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu quý ý thanh tịnh, nói năng hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Vì vậy nếu ai muốn được thân liên quan, ai muốn được sống cái cảnh trường tồn bất sanh bất diệt, thì quan trọng nhất là làm sao quý đồng đạo chúng ta phải ngăn chặn từ cái ý nghiệp của mình. Thế ai mà ý nghiệp thanh tịnh rồi thì coi như cái con đường đắc đạo, cái con đường giải thoát chúng ta kế một bên dạy. Thế nên cái thầy chúng ta giải phá ngũ quẩn thì quan trọng nhất là làm sao phải rước lòng tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ. Thì bây giờ chúng ta nghe thầy mình dạy, đó là ở trên là Đức Thầy chúng ta đưa ra cái nguyên nhân nào mà chúng ta sẽ mang cái sát thân này, có cái sát thân này là cái sanh khổ. Thì bây giờ muốn cái nguyên nhân mà sanh khổ đó là do cái độc chứng tham sân si trong lòng của chúng ta. Vì vậy thầy kia chúng ta là phải làm sao phải phá cho được rứt lòng tham ái. Thì bây giờ chúng ta coi coi tham ái là gì mà Đức Thầy bảo chúng ta phải rứt lòng. Thưa quý đồng đạo, tham tức là cái lòng ham muốn của chúng ta, mà cái lòng ham muốn này đó là cái ác thứ 8 trong thập ác. Mà thầy chúng ta nhắc là ác thứ 8 là lòng tham hiểm, mà muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy tham giường ruộng cò bay thẳng cánh, thấy của người tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi sẵn túi tham, bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dụng chứa. Đối với đồng đạo thấy cái tánh tham đây là cái bản năng của con người chúng ta, mà Đức Thầy chúng ta từng nhắc là người trên đời ai cũng lòng tham, cũng vì cái tánh tham mà chúng ta phải luân hồi sanh tử. Tham có 6 thứ với đồng đạo à: tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Đối với đồng đạo mình kiểm tra lại coi mình trong 6 cái món tham này chúng ta có nhẹ bớt phần nào chưa quý đồng đạo. Mình chỉ nói nhẹ thôi chứ thật ra nói nhất tiệt thì chắc có lẽ là không có ai dám khẳng định rồi. Thưa quý đồng đạo, tham dục đa thì khổ não đa, tham nhiều thì khổ não nhiều. Chúng tôi nói rồi đó quý cô bác, nếu đồng đạo chúng ta sống trên đời này đó, giàu sang không phải là hạnh phúc, mà cái người hạnh phúc nhất đó là cái người bớt đi cái lòng tham. Bớt đi cái lòng tham là chúng ta sống an nhàn, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Còn tham nhiều thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Thưa quý đồng đạo, chính vì vậy mà Đức Thầy cho biết là cái tánh tham này nó là nguyên nhân của sự khổ. Thầy cho biết là rằng bên thế giới ta bà, chúng sanh tàn sát cũng là vì tham. Thế là tham tiền tài thường vướng nặng eo, tham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát. Chúng ta thấy xưa nay có biết bao nhiêu cái câu chuyện vì tham mà làm cho cái cảnh đi đến cái cảnh nồi da sáo thịt. Vì tham mà chúng ta phạm vào pháp luật nhà nước, cũng vì tham sắc mà biết bao nhiêu người phải xa đọa, phải lụy mình. Chúng ta thấy không, vua Trụ, vua Kiệt cũng vì sắc mà cuối cùng lại là cơ nghiệp thành than ra cho bụi, rồi cái thân của mình thì bị lửa thiêu cháy. Và chúng ta thấy Ngô Phù Sai cũng vì sắc mà cuối cùng phải mất nước. Và biết bao nhiêu người từ xưa đến nay vì sắc mà phải lụy thân với đồng đạo à. Do đó chúng ta tham nhiều là chúng ta khổ nhiều. Mà nhất là Đức Thầy chúng ta nói tham ái. Ái là gì với đồng đạo? Ái có nghĩa là cái tâm luyến ái, cái tâm mê hết đắm nhiệm của chúng ta trong cái cõi đời này thì gọi đó là ái. Thưa với đồng đạo, mà cái tâm ái này đó với đồng đạo biết không, nó thật ra nó rộng lớn, nó mênh mông, nó ngập tràn như sông biển. Mà người xưa thường gọi đó là, kinh Phật thì bảo đó là bể á hà đó với đồng đạo. Tức là chúng ta cũng từng than đó, biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi bể ái hà, rứt bỏ dạng lao. Thưa quý đồng đạo, người ta thì mình tu á, người ta nói hoài à, tôi là đạo Phật nha, còn mình thì mình xưng á, đạo Phật thì người ta xưng là người ta tín đồ của Đức Phật Thích Ca, người ta nói là người ta họ Thích. Còn mình thì mình tín đồ của Đức Thầy, mình nói mình là tín đồ của Đức Quỳnh Giáo Chủ, tôi mang có họ Quỳnh. Nhưng mà lắm khi chúng ta mang họ Quỳnh mà chúng ta cũng còn lai họ Thích với đồng đạo. Ở đây không phải là nói về thích theo đạo Phật nha, mà mình thích gì? Thích đủ thứ, cái gì cũng ham, cái gì cũng thích hết chứ. Nên cuối cùng chúng ta phải bị trầm luân sanh tử.
Thưa quý đồng đạo, hữu ái tắc sanh, ái tặng tắc diệt, cố chi sanh tử, tham ái di bổn. Có riêng ác bị sanh tử, dứt ái nhiễm, ác dứt luân hồi. Nên biết rằng gốc sanh tử do sự tham ái là gốc. Vì vậy mà ai đã cắt đứt được cái tánh tham, đó là chúng ta đã cắt đứt được cái con đường luân hồi sanh tử quý đồng đạo. À, tại sao mà quý đồng đạo thấy không? Có nhiều người nói Đức Thầy chúng ta dạy đó là muốn cho rắn đặng quá cù, xả thân làm phước, diêm phù vượt qua. Tại sao mà chỉ có xả thân làm phước mà được giải thoát, được qua khỏi cái cảnh diêm phù? Thưa quý đồng đạo, bởi vì cái mục đích của cái sự bố thí là để gì quý đồng đạo? Để cắt đứt cái lòng tham. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí dẹp lòng ích kỷ. Mà ai mà đã cắt đứt được cái lòng tham, có nghĩa là chúng ta đã cắt đứt được cái con đường tái sanh, cái con đường luân hồi. Bởi vì sao quý đồng đạo? Cái lòng tham tức là cái tâm tham nhà tiếc của nè, cái tâm bảo thủ, cái tâm ái đó. Mà ái thì sao quý đồng đạo? Ái nó là một trong thập nhị nhân duyên. Ái thì sanh bảo thủ, mà bảo thủ sanh thủ, thủ sanh sanh, sanh sanh lão tử. Vì vậy mà nên Đức Thầy bảo chúng ta là phải rứt lòng tham ái. Muốn rứt lòng tham ái thì quý đồng đạo chúng ta phải làm sao quý đồng đạo? Thưa quý cô bác, thì nói về muốn rứt lòng tham ái nó có nhiều cái biện pháp. Nhưng cái biện pháp đầu tiên nhất muốn rứt đi cái tánh tham ái thì mong rằng quý cô bác đồng đạo chúng ta phải áp dụng lời của Đức Thầy. Đầu tiên nhất là chúng ta phải biết tri túc, có nghĩa là chúng ta phải biết an phận trong mọi hoàn cảnh. Mà Đức Thầy chúng ta từng bảo như thế nào? Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung trầm cõi phúc về sau. Ở đời có những lúc thăng trầm chìm nổi, có thì ta xài, không thì ta nhịn, can gì phải bài mưu tính kế chiếm đoạt của kẻ ngoài. Đó là thứ nhất, đồng đạo chúng ta phải biết tri túc. Thứ hai là quý đồng đạo chúng ta phải thường bố thí giúp đời. Cái người nào bố thí càng nhiều thì cái tánh tham càng vơi bớt quý đồng đạo à. Chúng ta thấy không? Có những người hô đụng chuyện gì đó là gặp từ thiện là sẵn lòng móc ra, hô đi ngủ đi làm từ thiện là sẵn lòng sẵn lòng. Thì đây là cái người giải thoát tự tại. Còn một người mà ngủ đi làm từ thiện một ngày cũng không rảnh, hô mà bố thí giúp đời một đồng cũng không ly, thì cái người này đừng mong giải thoát được. Cái người này đã giam chặt mình trong cái chốn luân hồi rồi, không bao giờ giải thoát được quý đồng đạo. Đồng thời quý đồng đạo muốn cắt đứt cái tánh tham thì quan trọng nhất là làm sao quý cô bác chúng ta phải quán vô thường quý đồng đạo à. Thân này sống nay chết mai, của này là của năm nhà, chứ không có gì là thật của ta hết. Từ chỗ đó rồi chúng ta quán như vậy mình không có tham, tối ngày bòn mót tranh giành từ ganh đắc, cuối cùng lại chúng ta còn cái gì? Mình suy nghĩ như vậy là chúng ta sẽ bớt đi cái lòng tham. Mà Đức Thầy chúng ta từng bảo là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, giặt ở trần như bọt nước làn mây, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Quý đồng đạo quán như vậy là chúng ta sẽ hết tham. Nhất là chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng cái cuộc đời này chúng ta sanh ra đây là chúng ta là ông trần chân trụi, khi chúng ta chết đi chúng ta chỉ mang hai bàn tay trắng ra đi mà thôi, không còn một thứ gì ở trên đời này hết quý đồng đạo à. Chính vì vậy mà trong kinh từng bảo là thương bấy người đời không dẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, dinh nhục giàu sang rốt cuộc không, trăm khéo trăm khôn đều tạm giả, nghìn mưu nghìn kế cũng quần không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Mình nghĩ như vậy cái chúng ta bớt đi cái tánh tham liền hả quý đồng đạo à. À, trên đời này chỉ có tội với phước mới còn thôi. Nếu chúng ta không gây tạo phước lành mà chúng ta cứ tham lam, chúng ta tạo những cái tội thì sau này chúng ta sẽ như một cái con giả tràng, như một con thiêu thân, cuối cùng lại thì chúng ta chỉ có mang theo được cái tội với cái phước. Mà này chúng ta từng nhắc là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền cổ đem rài hậu non, chỉ có tạo phước hỏi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thẩm thê. Nếu chúng ta áp dụng được y như lời dạy của Đức Thầy thì cái tánh tham ái của chúng ta sẽ dứt, thưa quý đồng đạo. Nhưng mà dứt tham ái không chưa đủ, mà Đức Thầy còn bảo chúng ta là cội sân si cũng phải tạo trừ. Thì chúng ta coi coi cội là gì quý đồng đạo? Cội tức nghĩa là cái gốc, là cái căn bản để mà nó sinh ra vô số cái phiền não. Mà Đức Thầy chúng ta nhắc là cội sân si. Thì sân là gì quý đồng đạo? Sân tức là cái tánh nóng giận, hờn ghét, thù hiềm trong tâm thức của mỗi chúng ta. Đây là cái ác thứ 9 trong thập ác. Mà Đức Thầy chúng ta nhắc là ác thứ 9 hận sân lẫn tiếp. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà con giữ trước. Thưa quý đồng đạo, phải chi mà nó sắp sửa nó nổi cái cơn sân lên nó báo trước á, thì nó đâu có cái chuyện tác hại xảy ra. Nhưng mà đặc biệt là cái tánh sân nó không có báo trước, đụng việc thì nó mới nhảy ra, nó mới xuất hiện thôi. Cái tánh sân này nó giống như một cái đốm lửa ở trong tâm của chúng ta vậy đó, một cái ngọn lửa nghi ngút ở trong đó. Khi mà nó gặp bỏi
À, bùi nhồi khi nó gặp xăng nó phục lên nó cháy, còn không thì nó ngầm ngầm nó ở trong tâm của chúng ta đó, nhưng mà đụng việc rồi nó sẽ nhảy ra với đồng đạo à. Vì vậy mà chúng ta thấy không, có những người nổi cái cơn xăng lên rồi không kiềm chế được, có lắm người đó là tàn phá sự nghiệp, đốt nhà, đánh đập vợ con, lắm khi đó là giết người một cách như chơi với đồng đạo. Vì vậy mà Đức Thầy chúng ta hết sức là cảnh giác về cái vấn đề cái tánh xăng nổi lên với đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, chúng tôi xin kể cho quý đồng đạo nghe một cái câu chuyện. Chỉ có con gà thôi mà một người ở tù, một người đó là bị chết một cách thương tâm. Thì cái gia nhà đình của cái nhà của cái chị hàng xóm này nè, nuôi một bầy gà. Thì ở nhà bên kia đó người ta trồng rau, nhưng mà chị nuôi gà này là chị giăng lưới 40 đó, chỉ là không có cho gà mẹ qua được. Nhưng mà gà con á thì còn mấy cái lỗ nhỏ nhỏ gà con nó chui qua được. Thì cái nhà bên kia mới vừa trồng những cái liếp rau, người ta rất là cưng. Vì vậy mấy con gà con nó đi qua nó bươi, nó xới những cái liếp rau. Thì cái chị chủ nhà bên đây tức quá, xích mấy con chó đi ra để mà cắn mấy con gà này, ăn cho nó đừng có qua nữa. Thì cắn chết đâu mà mấy con gà như vậy, quý đồng đạo, gà con cắn chết rồi thì sao? Chị ta đó chẳng những cắn chết thôi thì thôi đi, đèn này đó là lấy cái xác con gà đem quăng qua cái nhà hàng bên đó, đem quăng qua cái nhà hàng bên. Thì cái nhà bên kia người ta thấy người ta tức quá, người ta cũng không biết làm sao, người ta mới quăng con gà xác trở lại. Cái chị bên đây chị tiếp tục, chị lấy cái giấy đó chị gói lại, có con gà này chị để thêm đó, mày hãy đem cái xác con gà này về làm đám ma của ông nội mày. Thưa quý đồng đạo, bắt đầu ghi như vậy, dục qua bên kia, dục qua bên kia. Tới chiều lại thì sao quý đồng đạo? Tới chiều lại thì bây giờ cái người con trai của cái nhà bên kia về, mới đi qua nhà bên đây hỏi đâu, hồi sáng tới giờ ai nói đem con gà này về làm đám ma ông nội mày đâu, đi ra đây con. Thì cái chị này chỉ sợ chứ không có dám ra. Ở phía trước anh này anh chửi quá sức chửi. Bắt đầu ở trong nhà có người con trai nữa, cái người con trai này giác cây phản ra quý đồng đạo, xả cho cái anh kia một phản như vậy là chết ngọt tại chỗ. Thì cuối cùng sao quý đồng đạo? Cuối cùng một người chết, một người phải đi ngồi tù. Quý đồng đạo thấy chưa? Chỉ vì có cái tánh sân mà chúng ta không kìm được, hết sức là tác hại. Mà Đức Thầy chúng ta từng bảo là trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp giữ trên rừng, gặp thịt tôm cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là thỏa dạ. Thưa quý đồng đạo, vì vậy chúng ta thấy đáng sợ lắm. Nếu ai mà tu mà còn cái tánh sân đó, thì nhất định chúng ta sẽ bào mòn công đức và không bao giờ chúng ta tu tập đạt đến cái kết quả đâu. Bởi vì nhất sân chi quả năng thiêu dạng phảnh công đức chi lâm, một đốm lửa sân nổi lên sẽ thiêu cháy cả buôn mẫu rừng công đức. Thưa quý đồng đạo, nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai, dị phiền não chi căn thọ luân hồi chi quả. Một niệm nóng giận nổi lên, muôn ngàn cửa nghiệp tức thì mở ra, phiền não là gốc chẳng xa, luân hồi sanh tử khó mà thoát ly. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng hỡi con người, chúng ta còn cái tánh sân thì cái con đường luân hồi sanh tử chúng ta khó mà ra khỏi với đồng đạo. Có nhiều người nói tôi tu rồi tôi đâu có nóng giận ào ào như vậy đâu mà sợ, chỉ có buồn thôi, chỉ có giận để trong bụng thôi, sống để bụng chết đem theo được rồi. Phải không quý đồng đạo? Không có nói gì ai chứ á. Nhưng mà quý cô bác mình nên nhớ nha, sống để bụng chết đem theo, cái tánh này nó nguy hiểm còn hơn nữa đó quý đồng đạo. Cái tánh sân mà nó nổi khùng khùng đó thì thật ra nó tác hại lớn nhưng mà nó mau tắt. Còn cái tánh sân mà ôm ngầm ngầm ở trong lòng không nói ra, nó lâu tắt lắm, nó giống như than vậy đó. Mà than đá cái thời nay quý đồng đạo biết rồi, than đá ngầm ngầm như vậy chứ mấy ngày nó chưa có tắt đó. Thế nên con người còn cái tánh hờn cũng không được quý đồng đạo. Thầy chúng ta từng bảo mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút giữ dạ trong, đừng đục mới màu. Có những người hờn thôi, không có giận làm đỏ tai tía mặt như người khác, nhưng mà hỡi hờn hỡi giận rồi thì sao? Đến ban trị sự mà bữa đó đồng đạo súng nhau đọc giáo lý của Đức Thầy, mình ngồi mình chờ mà thấy hai ba người rồi mà ta chưa có cho mình đọc, rồi bắt đầu hờn trong bụng rồi, thôi đi không có tới cái ban trị sự này nữa, ai cũng ham đọc giáo lý chứ á, không có nhường mình chút nào là mai mốt nghỉ không tới ban trị sự. Mà nghỉ rồi thì sao? Chẳng những mình ơn mình không tới ban trị sự, bắt đầu nói xấu ban trị sự nha. Cái ban trị sự đó không có tu hành gì hết trơn á, không có đạo đức gì hết trơn á. Ai đi đến và cái mình kéo người ta ra, mình kéo người ta ra không cho vô. Chẳng những mình không đi đến mình tạo tác phước điền được, mà chúng ta còn chia rẽ trong đạo nữa thì sao quý đồng đạo? Chúng ta rất là có tội, mình vô vàng tổn phước của mình mà mình không hay. Hay có đồng đạo mình thấy ông đi nấu cơm nấu cháo thôi, mà bữa nào nấu mà nó hơi mặn chút xíu thì sao? Đồng đạo mình nói với chàng ơi, chị ơi sao bữa nay chị nấu mặn quá. Chỉ nói một câu thôi là từ đó là không đi tổ, không đi nấu cơm nấu cháo nữa. Thì mình không đi thiệt hại về ai với đồng đạo? Bản thân của mình thôi, mình không tạo phước thôi. Chứ đối với người ta thì người ta đâu có khổ sở gì đâu. Vì vậy quý đồng đạo nào giận hờn
không mang đến cái lợi ích gì cho mình hết, mà càng gây đau khổ cho bản thân, càng làm cho chúng ta bào mòn công đức. Nhất là cái thời hôm nay, quý đồng đạo thấy không, khoa học người ta đã chứng minh, cái người nào mà giận nhiều, hờn nhiều thì sao? Dễ sanh bệnh hoạn, mau xấu, mau già và mau chết. Phải chưa quý đồng đạo? Người ta thường nói vui vẻ đẻ ra tiền, ưu phiền sanh ra bệnh, mà tối ngày cứ ưu phiền hoài thì làm sao sống thọ, làm sao khỏe mạnh được. Thế nên quý đồng đạo chúng ta phải ráng nha. Tại cái gì đó chúng ta cứ đóng chữ kệ, kệ hết đi, bỏ qua hết đi, thì tâm hồn chúng ta sẽ an lạc, tâm hồn chúng ta mới thảnh thơi. Vì vậy quý đồng đạo phải cố gắng. Thầy chúng ta từng cho biết là tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê, khó mong cửa Phật giữa kề, càng gần đâu quý đồng đạo? Càng gần địa ngục, nhiều bề thảm thương, tĩnh tâm đốt nén tâm hương, nguyện rằng đệ tử một đường lo tu, ăn năn kẻo uổng công phu. Phải không? Phải gắng ăn năn đi, lỡ có nóng giận hả, có giận hờn ai của đồng đạo, gắng bỏ hết đi của đồng đạo, ăn năn lên. Nhất là chúng ta phải cố gắng áp dụng lời dạy của Đức Thầy. Vậy thì bây giờ để tảo trừ được cái tánh sân này thì quý đồng đạo chúng ta phải làm sao? Quý cô bác đồng đạo chúng ta phải áp dụng lời dạy của Đức Thầy. Thầy chúng ta dạy hãy mở lượng khoan hồng, dung tha kẻ lầm lỗi, hãy nhẫn nhịn và chẳng nên cãi cọ tranh luận hơn thua, làm cho nảy sinh ra những điều hiềm khích. Do đó đầu tiên nhất là chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải mở cái lòng ra, phải khoan dung tha thứ kẻ lầm lỗi. Bởi vì người ta vì cái sự lầm lỗi người ta mới nói những cái lời xấu ác đối với mình, người ta mới chọc giận mình. Hôm nay mình thương người ta, mình mở cái lòng ra đi. Vì vậy chúng ta mở cái dung lượng tâm ra để chúng ta khoan dung. Nhưng mà mình khoan dung mà lắm khi người ta không có chịu nghe, người ta không có nhận cái khuyết điểm, thì quý đồng đạo chúng ta phải làm sao? Áp dụng biện pháp thứ hai là phải nhịn thôi à. Khoan dung mà không được thì bây giờ chúng ta phải nhịn họ. Bây giờ phải nhịn mới được quý đồng đạo à. Nhịn được cái tức một lúc thì tránh được mới lo trăm ngày. Cái câu chuyện hồi nãy đó, phải chi là cái người chủ nhà mà nhịn một chút xíu thì đâu có một cái người chết, một cái người ngồi tù do gì không nhẫn không dằn được, mà cuối cùng chúng ta thấy không, gây ra cái tác hại rất lớn. Thế nên mỗi cái công chuyện mà nó bất như ý nó đến với chúng ta thì quý đồng đạo chúng ta chỉ áp dụng một cái chữ nhẫn thôi. Tập xong chữ nhẫn là niết bàn không xa, tâm chúng ta an lạc thanh tịnh như là cái cõi niết bàn tại thế gian vậy đó quý đồng đạo. Vì vậy mà Đức Thầy chúng ta nhắc làm sao quý đồng đạo? Rồi hành luôn bát nhẫn mới là thì muôn việc điều an ba tế. Thầy chúng ta từng bảo là nhẫn hương lăng cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều quả ý hỷ, nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tỳ chồng vợ nhịn nhau, nhịn sớm chòm cô bác mới cao, nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc, nhịn tất cả những người tuổi tác, nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Về vậy mà quý đồng đạo chúng ta chỉ cần áp dụng cái chữ nhẫn thôi là bảo toàn hết tất cả quý đồng đạo, an ổn lâu dài hết. Thưa quý đồng đạo, đồng thời Đức Thầy chúng ta còn khoan dung nhẫn nhục, còn phải có cái lòng từ bi với tất cả mọi người, thì được như vậy rồi chúng ta sẽ diệt mất được cái tánh sân của mình. Thưa quý đồng đạo, và khi mà chúng ta sẽ diệt cái tánh sân thì cái tánh sân cũng như cái tánh tham này, cái nguồn gốc từ đâu quý đồng đạo? Nguồn gốc nó bắt nguồn từ cái tâm si mê, cái tâm đen tối của chúng ta mà ra. Hỡi giận thì sao? Giận thì nó sẽ tạo nên giận mất khôn. Thầy chúng ta từng bảo đó là cũng vì giận mà chúng ta làm cho con người cuồng trí, mất sự tự chủ, chở. Cũng vì cái tâm si mê mà chúng ta mặn, cũng vì si mê mà chúng ta mới tham. Bắt quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Không sợ cái tánh tham, cái tánh sân nổi lên, mà chỉ sợ làm người giác ngộ chậm mà thôi. Vì vậy nếu chúng ta mình tránh được cái tâm si mê thì cái tâm chúng ta sáng suốt rồi, chúng ta không còn vi phạm vào cái tội ác nữa. Thế nên hôm nay mình tìm coi cái tâm mê si đang tối. Mê si này nó là cái ác đứng đầu, cái ác thứ 10 trong thập ác, mà nó cũng là vô minh, là đứng đầu trong thập nhị nhân duyên. Mà Đức Thầy chúng ta từng nhắc là ác thứ 10 động chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chân, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời khổ cực tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng ác nghiệp. Vì vậy mà chúng ta thấy cũng vì mê si mà chúng ta lầm chấp cái thân này là thiệt thân của chúng ta, cũng vì mê si mà chúng ta gây ra muôn ngàn cái tội lỗi. Do đó mà trong kinh Phật tình bảo là tâm trí mê muội, tội lỗi chập chồng, không biết đường giải thoát, đó là nguyên nhân của luân hồi sanh tử.
hay là trí huệ là cha sanh của muôn hạnh lành, mê si là mẹ đẻ của tội lỗi. Đối với đồng đạo chúng ta, mình hôm nay mình tu rồi, mình tìm coi mình cái tâm mê si này nó còn không với đồng đạo. Cái tâm mê si chúng ta thứ nhất là chúng ta bo giữ thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê mang ra những vật nhỏ nhen, mau tan mau rã, chỉ biết tin bướng làm càng, không chịu tìm hiểu con đường giải thoát. Vì vậy mà cái tâm mê si thứ nhất là chúng con phân ra, thứ nhất là sao? Cái tâm cố chấp, cái tâm cố chấp của chúng ta. Thứ hai là chúng ta mê si là chúng ta rơi vào cái chỗ là mê tín dị đoan, tin theo tà kiến. Rồi thứ ba là chúng ta mê si là chúng ta chạy theo thiên cơ thời cuộc. Vì vậy mà nó nhiều lắm với đồng đạo à. Bây giờ với đồng đạo mình tìm từ phần coi. Thứ nhất nè, là Đức Thầy nói là chẳng chỉ tội ác này do sự thiếu ác phán đoán, thiếu sự nghĩ si mà ra. Vì vậy con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái. Phải trái chúng ta không có phân biệt, thiện chúng ta cho là ác, tốt chúng ta cho là xấu, chánh chúng ta cho là tà, rồi tà chúng ta cho là chánh. Vì vậy mà chúng ta không có phân minh rõ ràng, chúng ta lẫn lộn trong cái tâm mê mờ đen tối của mình. Vì vậy mà cuối cùng lại thì chúng ta phải bị sa đọa. Thế nên con người chúng ta ai mà bị cái tâm mê si này, nó giống như hai cái con mắt tối vậy đó. Cái người mà hai con mắt tối chừng nào thì sao? Đi tới đâu thì cái độ nguy hiểm cho bản thân rất cao. Còn con người chúng ta mà không có cái tâm mê si thì giống như hai con mắt sáng. Mà hai con mắt sáng chừng nào thì cái độ an toàn cho bản thân chúng ta càng lớn chừng đó. Vì vậy mà chúng ta thấy từ xưa đến nay, nhất là cái vấn đề mê si mà ngày hôm nay nó còn ẩn một cái số điều đó quý đồng đạo. Là quý đồng đạo chúng ta thấy có một số người đó, hôm nay thì quý đồng đạo chúng ta nhờ tu theo giáo lý của Đức Thầy mà chúng ta không rơi vào cái chỗ là tin theo tà sư ngoại giáo. Chúng ta thấy ông nhất là những cái dân tộc dùng cao nguyên, dân tộc thiểu số, ngày bây giờ đó quý đồng đạo biết đảng nhà nước chúng ta đó đã thông báo là không biết bao nhiêu cái mối đạo tà ra đời để mà dẫn dắt con người làm sai những cái thuần phong mỹ tục của dân tộc, rồi làm những cái điều phi pháp, những cái điều mà làm cho con người chúng ta càng ngày càng đau khổ, không có mang đến cái sự an vui hạnh phúc chút nào. Vậy mà người ta vẫn tu theo. Quý đồng đạo thấy biết bao nhiêu cái mối đạo tà ra đời rồi đó là không cho thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ. Tối ngày tu như vậy thì sao? Chỉ thờ lại cái vị mà đứng ra xưng là Chúa giáng thế đó, chỉ lại cái người đó thôi. Cái người đó sẽ ban cái phước lành là không làm sẽ có ăn, không học sẽ biết chữ. Cứ lại cái vị đó đi thì bệnh đau gì nó cũng hết hết trơn á. Thiếu nợ ngân hàng bao nhiêu thì tự nhiên nó xóa sạch hết trơn à. Quý đồng đạo thấy không? Chỉ thờ đó là thờ một khúc cây, thờ con chim én, con da sầu thôi, chứ không có thờ tổ tiên ông bà cha mẹ. Vậy mà người ta vẫn ùng ùng người ta tin theo quý đồng đạo à. Nhiều lắm quý đồng đạo ơi. Rồi một số người vì mê tín dị đoan, coi bối, coi ngày, coi giờ, mà cuối cùng lại lắm khi chết người thân, chết đi bản thân của mình. Quý đồng đạo thấy nhiều lắm. Chúng ta thấy báo pháp luật mà đăng hàng ngày đó, biết bao nhiêu cái câu chuyện mê tín dị đoan. Hôm rồi mà chúng ta có đọc một cái câu chuyện, quý đồng đạo nhớ là đây là cái câu chuyện trong báo pháp luật. Thì một cái bà già này đó là chỉ vì mê tín dị đoan mà giết người cháu nội 20 tháng tuổi một cách thương tâm. Đó là bà đi coi bói, người ta nói là đứa cháu của bà đó kỵ tuổi với bà, nếu bà sống là đứa cháu chết, còn bà chết thì đứa cháu mới sống được. Do đó bà ham chết quá, bà ham sống quá, bà vì vậy mà bà mới thuê hai cái người xã hội đen để mà dựng lên một cái dàn cảnh là bắt cóc người. Lúc chiều như vậy bà ẵm đứa cháu, bà đang đứng ngay cái cửa nhà thì bắt đầu có hai tên xã hội đen này dựng xe ở phía trước chạy vào. Một tên nó thì gìn ẵm đứa bé, còn một người kia thì kê cái dao vào cái cổ và đạp bà té một cái và ẵm đứa bé chạy luôn. Thì bắt đầu bà chi hô lên là bà nói đứa cháu nội của bà bị người ta bắt cóc rồi. Mọi trong gia đình bắt đầu xuống sau đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà lây quay lại chỉ có hai ngày thôi thì đứa bé đó bị giết chết và đã bỏ trong một cái đống rác cách nhà 10 cây số. Thì công an người ta chi hô ra, người ta nói tại sao nếu bắt cóc thì phải đem đứa bé đi hay là mổ lấy ngũ tạng, tại sao mà giết để đứa bé còn nguyên. Cuối cùng người ta chi hô ra thì người ta nói ta nghi là bà nội. Vì vậy mà công an điều tra thì bà nội khai sự thật. Khai sự thật là gì? Bà tin lời thầy bói, do đó mà bà muốn giết đứa bé để mà cho bà được sống còn với đồng đạo. Thế nên với đồng đạo thấy không? Thế nên Đức Thầy chúng ta nhắc làm sao với đồng đạo? Thầy chúng ta từng bảo là chúng làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Thưa quý cô bác anh chị em,
Vì vậy mà trước khi Đức Thầy chúng ta ra đi, Đức Thầy chúng ta lúc nào cũng cân nhắc chúng ta, đó là những cái phe đạo tà không đối với đồng đạo à. Đức Thầy chúng ta ra đi lúc nào cũng dặn là ra đi, dặn lại ít lời, khuyên trong bổn đạo dạy thời ráng nghe, dầu ai tài phép bài phe, ham linh ham nghiện sợ e mang nghèo, lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải dế mà theo kẻo lầm, ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Vì vậy với đồng đạo chúng ta phải nói là mình mừng lắm, mình được Đức Thầy chúng ta là một vị Phật dạy một cái mối đạo chân chánh cho mình tu tập, mình không rơi vào cái chỗ mê tín dị đoan. Và đặc biệt hôm nay với đồng đạo thấy không, có một số người tu cũng vẫn còn cái tâm mê, đó là tin theo thiên cơ thời cuộc. Biết bao nhiêu cái tấm gương của đồng đạo chúng ta từ xưa đến nay đã khẳng định năm này đời tới, năm kia đời tới, đã không có rồi, mất uy tín, mất danh dự không biết là bao nhiêu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng còn thấy đăng lên mạng quá nhiều của đồng đạo à. Tiên tri rằng đó năm 2000 không có, bắt đầu qua 2002 rồi quyết định tháng 4, tháng 5, rồi sau đó rồi quyết định tháng 6, tháng 7. Nhưng mà trải qua rồi với đồng đạo thấy có gì không? Không có gì hết. Rồi cuối cùng lại thì sao? Làm cho những người nhẹ dạ cả tin, người ta bán hết đất vườn, cuối cùng lại người ta tức tối quá, người ta chửi cái đạo của mình, ta nói tối ngày Phật giáo và hảo, đùa gạt người ta, nói dốc nói láo. Mình thấy mình tội biết bao nhiêu không quý đồng đạo. Nếu ai còn nói thiên cơ thời cuộc, đó là chúng ta hại đạo lắm đó quý đồng đạo à. Làm cho người ta phỉ bán đạo, người ta nói đạo của thầy mình như vậy thì rất là tội lỗi. Do đó quý cô bác đồng đạo phải làm sao, phải tuyệt đối phải sáng suốt lên tu. Lúc nào quý đồng đạo đừng bao giờ tin thiên cơ, mà biết rằng cái thời của mình nè, cái cuộc đời của mình nè, lây quay rồi chúng ta sẽ chết mất. Do đó quý đồng đạo chúng ta phải cố gắng. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà quý cô bác anh chị em, một cái tâm mê si nữa, đó là chúng ta mê đắm theo những cái vật chất giả tạm ở thế trần này, mê đắm theo lợi lợi danh danh tài tài sắc sắc. Chúng ta không có chuyện tra cứu cho rõ giả chân, ý thức sai lầm, do đó mà chúng ta cuối cùng chúng ta phải bị luân hồi sanh tử. Vì vậy nè, để phá cái tâm mê si này thì sao quý đồng đạo? Phá cái tâm mê si, cái điều trước nhất đó không thể thiếu, ai cũng phải áp dụng hết, không ai có thể thiếu, đó là quý đồng đạo chúng ta phải làm sao? Phải học giáo lý, phải học giáo lý. Đây là cái thông giáo đầu tiên là văn tư tu. Ngày ngày chúng ta phải đêm đêm chúng ta phải học giáo lý của Đức Thầy. Mà Đức Thầy chúng ta nhắc làm sao quý đồng đạo? Lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, trong ba tánh bốn nơi cao quý phải truy tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Thưa quý đồng đạo, quý cô bác đồng đạo chúng ta, cái người nào mà học giáo lý càng nhiều là cái tâm mê si chúng ta càng ngày nó sẽ hết sạch quý đồng đạo à. Chúng ta thấy không, có những người tu mấy chục năm như vậy đó mà vẫn rơi vào mê tín dị đoan. Có mấy người tu mấy chục năm mà cái tâm vẫn tối tăm mờ mịt là do đâu quý đồng đạo? Lúc nào cũng tự hào hết trơn á, thầy tôi là ông Phật, kho tàng trí huệ thầy đã trao truyền cho mình, đi tới đâu cũng khoe với người ta chứ, thầy ông Phật trí tuệ vô biên. Mà về đâu hỏi bản thân của mình tám điều răn cấm làm sao, không biết nữa, thì làm sao sáng suốt đây quý đồng đạo? Thế nên cái người nào muốn sáng suốt là phải học giáo lý. Thầy chúng ta từng nhắc là như thế nào quý đồng đạo? Thầy chúng ta từng nhắc là khá trí tâm, học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Hay thầy chúng ta nhắc là sao quý đồng đạo? Trí huệ trao dồi, kháng kệ kinh. Chữ kháng tức là xem đó. Ai muốn có trí huệ là hằng ngày phải xem kinh đọc sách. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà ai mà hãy mà tu theo học giáo lý của Đức Thầy đi, rồi làm y như vậy đi, thì bảo đảm quý đồng đạo sẽ phát khai trí huệ, và chắc chắn chúng ta sẽ đắc đạo hiện kiếp liền, chứ không có lâu xa gì hết quý đồng đạo à. Thầy chúng ta đã nói rồi, sau đây ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Sao về vậy? Đầu tiên nhất là muốn khóa mê si, muốn đắc đạo là chúng ta phải học giáo lý. Kế đến rồi quý đồng đạo chúng ta phải gìn giữ giới luật, bởi vì giới định huệ, đây là tam vô là học của nhà Phật. Ai có giữ giới thì tâm mới định, mà tâm có định rồi đây trí huệ sẽ phát sanh. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà Đức Thầy chúng ta nhắc là không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xin thôi đạo hoặc chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm và việc làm của họ và coi như người ngoại đạo. Vì vậy mà không phải Đức Phật, Đức Thầy làm khó cho mình, mà muốn chúng ta giữ giới để hiện tại chúng ta không rơi vào cái con đường trụy lạc, hư hỏng, quan đàn, trà đình, tửu điếm, chúng ta không chết mất nhân phẩm, và cuối cùng chúng ta được phát sanh trí huệ, chúng ta đắc đạo, chúng ta giải thoát. Và nhiều lắm quý đồng đạo,
Nhưng mà một cái biện pháp mà giúp cho quý đồng đạo chúng ta phát sanh trí huệ đó. Sở dĩ con người chúng ta bị mờ mịt, bị vô minh là do đâu quý đồng đạo? Là do chúng ta bị lục căn ô nhiễm lục trần mà làm cho chúng ta càng ngày nó càng đen tối. Thầy chúng ta nhắc là mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chất thuận cao, tìm đủ phương thế để bổ dưỡng thân xác mình, làm cho trí huệ càng ngày càng thêm mờ ám, ngu đần. Ngu đần là tối hay sáng quý đồng đạo? Ngu đần không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Nên hãy ai mà ngăn lục căn không cho nhiễm lục trần thì tâm thanh tịnh, đương nhiên trí huệ sẽ phát sanh. Mà trong kinh Tịnh bảo là nhân căn trần thanh tịnh, tức đắc lục thông, thị hiện khả giả. Có nghĩa là sáu căn không bị sáu trần đeo thì sáu thông sẽ về theo tức khắc. Thưa quý đồng đạo, do đó mà Đức Thầy chúng ta nhắc sao quý đồng đạo? Trong cái đoạn quyển tư đó, cuối cùng Thầy nói là dứt được nó, ấy là giải thoát, thì sát trần mới khỏi đọa đạo. Thưa quý đồng đạo, thì nhiều lắm quý đồng đạo à, nhưng mà nói chung lại, để diệt tham, diệt sân, diệt si này, thì Đức Thầy chúng ta nhắc sao quý đồng đạo? Ta cũng nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, để độ tham, sân, si, và nhất là quý đồng đạo, chẳng những bố thí trì giới nhẫn nhục ba cái biện pháp này thôi, mà cái thời kỳ nay quý đồng đạo biết không, không thể thiếu một pháp môn căn bản nhất, đó là quý đồng đạo phải niệm Phật. Tham sân si cái thời nay quý đồng đạo thấy như vậy đó, chứ khó trừ lắm, khó nhổ tận gốc nó lắm. Quý đồng đạo phải làm sao? Phải niệm Phật. Cái phương pháp niệm Phật này nó giống như là cái thuốc cỏ vậy đó quý đồng đạo. Cỏ mà chúng ta cứ nhổ hoài nó không có hết đâu, mà quý đồng đạo phải làm sao? Phải phun thuốc cỏ nó thì nó mới diệt tận được. Vì vậy mà cái pháp môn niệm Phật này, đây là một cái pháp môn để dứt trừ cái vọng tâm, dứt trừ cái tâm tà rất là hay. Mà Thầy chúng ta nhắc là còn phương pháp niệm Phật là để dứt trừ cái vọng niệm của chúng sanh, niệm cho đến khi nào nhất tâm bất loạn thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Mà hỏi cái người nào niệm Phật liên tục thì sao? Hãy niệm một niệm Phật thì cái niệm tà nó sẽ diệt, niệm một niệm Phật thì niệm tà nó sẽ diệt. Mà niệm liên tục hoài thì sao? Tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, cuối cùng chúng ta sẽ phát sanh trí huệ, chúng ta đi đến chỗ đắc đạo giải thoát. Thế nên Đức Thầy chúng ta nhắc là tội sân si cũng phải tảo trừ. Tảo trừ có nghĩa là chúng ta phủi sạch, chúng ta phải nhổ cho nó tận gốc đối với đồng đạo. Tảo trừ có nghĩa là chúng ta trừ cho nó tận gốc, cho nó sạch. Nó xuất phát từ cái câu chuyện của ông Bằng Đạt, cái câu chuyện mà chở quét đó, nhưng mà cái thời gian không có thì chúng tôi không kể cái câu chuyện này, mà chúng tôi chỉ nhắc lại thôi. Là ngày xưa quý đồng đạo thấy không, ông Bằng Đạt là một cái người phải nói là tối tâm tận mạng, không có ai tối bằng ông Bằng Đạt hết trơn á. Có ba một câu đó là có năm một bài kệ có bốn câu, có 20 chữ à. Cần tảo già lâm địa thời, thời phước huệ sanh, tuy vô tăng cánh trí, diệt hữu thánh nhân hành. Xin quét đất giường chùa, giờ giờ sanh phước huệ, tuy không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Nhưng mà một cái bài kệ như vậy, 500 người dạy liên tục 3 năm, không thuộc chữ nào hết. Sau đó rồi Đức Phật mới kêu ông lại dạy ông 2 chữ thôi, tức là 2 chữ chổi quét thôi hà. Nhưng mà ông học chữ chổi thì ông quên chữ quét, học chữ quét thì quên chữ chổi. Ở trong hội trường mình có ai tối dạ cỡ đó không quý đồng đạo? Chắc không có, phải không? Cuối cùng lại Đức Phật mới khai thị. Này Bàn Đạt, 2 chữ chổi quét có gì đâu mà con không biết. Về sự con dùng cây chổi hữu hình để quét sạch rác trong và ngoài tịnh xá, để cho mát mẻ cả ta lẫn người. Về lý con dùng cây chổi pháp vô hình để quét sạch phiền não trần cấu trong tâm địa của mình, cho có gì đâu mà con không biết. Nghe Đức Phật nói như vậy rồi thì sao? Bàn Đạt quay trở lại tâm mình, quét mình thôi chứ không có quét nhà người khác nghe quý đồng đạo. Quay trở lại quét rác trong lòng của mình, chỉ có 3 ngày thôi thì những cái phiền não tham sân si trong lòng của Bàn Đạt tự nhiên hết sạch. Ông lúc bấy giờ ông đã chứng quả A-la-hán, có đầy đủ 6 phép thần thông. Và sau đó rồi ông cũng đi qua là cái người đã chứng đạo, chứng quả A-la-hán bên giới tăng thì phải đi giáo giới cho giới ni nghe. Vì vậy mà cái ngày đó ông mới đi qua thuyết pháp cho mấy vị ni nghe, cũng dạy về 2 chữ chở quét. Thì sao quý đồng đạo, cuối cùng lại thì 500 vị tỳ kheo này cũng dứt sạch hết phiền não và chứng quả A-la-hán luôn tại cái pháp hội đó. Quý đồng đạo thấy không, màu nhiệm vô cùng. Vì vậy mà Đức Thầy nói mà hỏi ai mà quét sạch hết phiền não tham sân si thì sao? Sẽ đi đến chỗ đắc đạo giải thoát. Bởi vì tham sân si không còn thì sao quý đồng đạo? Tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Tâm chúng ta sanh tịnh thì trí huệ sẽ phát sanh, chúng ta sẽ đắc đạo. Mà Thầy chúng ta nói là nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Hay là trong kinh Tịnh bảo là tà sanh phiền não giấy, chánh đến não huyền tan, chánh tà đều chẳng dụng, thanh tịnh chứng niết bàn.
thưa quý đồng đạo. Do đó mà trong kinh cũng có cái câu là dục ly sanh tử lâm, đoạn tuyệt tam độc tâm, giữ trừ chư phiền não, tức đắc nhập niết bàn. Có nghĩa là chúng sanh muốn lìa nhà sanh tử phải trừ ba điều giữ nơi tâm, lìa luôn phiền não mê lầm, tức là đắc nhập niết bàn không sai. Vì vậy mà Đức Phật cũng nói như vậy, và Đức Thầy chúng ta cũng đã khẳng định. Hãy ai mà phân thanh tịnh rồi thì trí huệ phát sanh, mà trí huệ phát sanh rồi thì sao với đồng đạo? Kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Thế rằng vì vậy mà ai mà có trí huệ rồi thì Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Thế nên Đức Thầy chúng ta mới kết lại bằng câu là tội sân si cũng phải tạo trừ, thì đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tự sanh. Thưa quý đồng đạo, đem về có nghĩa là đem trở lại giác tánh chân như. Ở đây nói cho nhanh đó, giác tánh tức là cái tánh giác ngộ sáng suốt. Chân như có nghĩa là chân thật, như thường còn, không có hư hoại. Vì vậy giác tánh chân như ở đây muốn nói lên cái chân tâm, cái Phật tánh thường còn vốn có trong mọi chúng ta. Mà trong kinh Tần bảo là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu, năng di dạng vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Có nghĩa là có vật trước trời đất, vô hình vốn lặng trang, hay làm chủ dạng vật bốn mùa không hoại tàn. Thì ở đây muốn nói lên đây là cái Phật tánh trong lòng của mình mà ai cũng có hết. Thầy chúng ta từng nhắc là sao với đồng đạo, người nào đâu có Phật tánh là xem gậy này như ngọc như ngà, hải nảy nở như cơn mưa thuận, hạt mùa tiết giống kia bất luận thải mọc mầm, trổ lá mới màu, trong chúng sanh nghĩ tặng đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Vì vậy mà ai đã thấy được cái giác tánh chân như, có nghĩa là chúng ta sẽ chứng đạo, chúng ta sẽ ra khỏi cái con đường luân hồi sanh tử. Mà cái giác tánh chân như này ai cũng có hết với đồng đạo à. Nhưng mà tại sao phải đem về, nó đi đâu mà đem về? Ai cũng có cái giác tánh này, nhưng mà nó bị cái con tim vọng niệm phủ che, nó đã làm cho phức mắc nó rồi. Vì vậy hôm nay chúng ta tu tập diệt phá được tham sân si, cõi lòng thanh tịnh, tức là chúng ta đã trở lại với cái Phật tánh vốn có trong chúng ta. Thưa quý đồng đạo, Thầy chúng ta từng bảo các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Do đó mà cái người nào đã được kiến tánh tức là thành Phật. Bởi vì người ta thường nói minh tâm tức kiến tánh, mà kiến tánh thì tức thành Phật. Vậy thì nên cuối cùng Đức Thầy nói hãy đem về giác tánh chân như rồi thì kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Thưa quý đồng đạo, kim thân là gì quý đồng đạo? Kim thân phải thân bằng dạng 24 không quý đồng đạo? Có người đồng đạo chúng ta nói mình tu đi, mình chứng được kim thân tức là thân bằng vàng, là thân chúng ta đó là bằng vàng ròng đó, quý dữ lắm, quý luôn á. Thưa quý đồng đạo, thì thật ra với cái từ ngữ, cái nghĩa đen á, kim thân tức là thân vàng. Nhưng mà ở đây muốn nói lên kim thân tức là cái thân của Phật. Cái thân này đó, nó có đầy đủ tam thân. Thì tam thân này nó quý như là vàng, như là châu báu vậy, không có cái gì so sánh được hết quý đồng đạo à. Do đó thứ nhất là kim thân tức là cái thân của Phật. Thân của Phật thì nó gồm có tam thân. Thứ nhất là gì? Thứ nhất đó là pháp thân. Pháp thân nói cho đủ là thanh tịnh pháp thân. Thì cái pháp thân này tức là cái chân như tâm, cái Phật tánh của chúng ta, nó rỗng rang tự tại, nó nhiệm màu, nó châu biến hết tất cả các pháp giới. Vì vậy là pháp thân. Mà trong kinh Tần bảo là Phật chân pháp thân, du như hư không, tùy vật hiện hình như thủy trung nguyệt. Có nghĩa là pháp thân của Phật như ở hư không, tùy vật mà nó hiện ra như trăng trong nước. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta nói sao với đồng đạo? Đức Thầy chúng ta nói là cái câu gì mà tiêu diêu đạo đức luận bàn với đồng đạo? Ai nhớ cái câu trước đó là cái câu gì đây? Thưa quý đồng đạo, tham chi giả tạm của tiền, chư chim vào lưới xích xiềng chối thân, tính xong vốn nở lầm khăn, thốt dòng cương tỏ, phát thân nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du võ trụ, thanh nhàn xiết bao. Vì vậy mà ai đã chứng được cái pháp thân rồi thì lúc bây giờ chúng ta đó là dân du võ trụ, chúng ta hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là cao quý. Thưa quý đồng đạo, tiếp đến là báo thân. Báo thân là gì? Là cái thân viên mãn phước báo, là cái thân mà đầy đủ đó là phước đức trí huệ của Phật, mượn thế gian này để mà mượn cái nhục thân của thế gian để làm sao ứng hiện để mà cứu độ chúng sanh, thì gọi đó là báo thân. Chúng ta thấy khi các vị tổ mà đắc đạo rồi, người ta nhập niết bàn hoặc là tịch diệt đó, thì người ta nói đó là xả báo thân, phải không quý đồng đạo? Vì vậy Đức Thầy chúng ta ra đời mượn xác con của Đức Ông Đức Bà đó, tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ, thì là mượn cái báo thân đó quý đồng đạo. Thế nên Thầy nói là ta tuy là hữu, vì Đức Thầy nói là tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đau lai. Thưa quý đồng đạo, và đặc biệt một điều nữa, pháp thân cái thứ ba thì nó gồm có đó là thiên bất đức quá thân, báo thanh tịnh pháp thân nè,
rồi viên mãn báo thân và thiên bất đức quá thanh, tức là cái thân của Đức Phật đã biến hóa ra muôn nghìn vạn trạng, không có thể nào mà biết được. Đây là muốn nói lên thần thông biến hóa của Phật. Mà lúc này chúng ta nói sao, khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền, tới đây thầy tớ quá mười nấu nói cười cười bán thuốc sơn đông. Về vậy nói chung lại, cái người mà đã đắc được kim thân thị hiện, tức là cái người này không còn trầm luân trong cái biển khổ luân hồi sanh tử. Mà Đức Thầy chúng ta nói là kim thân thị hiện thì dứt trừ tử sanh, có nghĩa là ra khỏi cái con đường luân hồi sanh tử hoàn toàn. Có nhiều đồng đạo mình thắc mắc, nói tại sao Đức Phật đã chứng được tam thân mà Ngài vẫn còn chết, tu gọi ai cũng chết, vậy tu để làm chi? Xin thưa quý đồng đạo, nhớ ngày xưa mà Đức Phật nói với Ngài Ca Diếp không? Ông Ca Diếp nói với bạch Đức Thế Tôn, sao Ngài tu Ngài đã chứng được kim thân, tại sao Ngài còn phải tịch diệt, Ngài còn phải chết? Đức Phật nói này Ca Diếp, ông nên nhớ thân Như Lai là thân kim cang, thân thường trụ, thân bất hoại. Thân kim cang nó không có trong những cái danh từ tiêu tan bại hoại, mục nát diệt vong. Thân kim cang là thân trường thường trụ, thân bất diệt, ông nên nhớ. Và ông cũng vì chúng sanh mà giải rõ thân kim cang là thân bất hoại. Thưa quý đồng đạo, có nhiều đồng đạo mình thắc mắc, nói thấy bất hoại đâu, không thấy mà thấy hoại trước mắt nè. Thật ra cái tâm của chúng ta thấy cái mắt dục nhãn là chúng ta thấy Phật có chết, có mất đi cái thể xác này. Nhưng mà thật ra quý đồng đạo à, không mất quý đồng đạo. Chúng ta thấy ngày xưa mà tổ Bồ Đề Đạt Ma không, khi mà bị đệ tử là Yên Chi cho uống thuốc độc để mà chiếm cái ngôi tổ, thì cuối cùng Đức Phật, ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma được chôn cắt đàng hoàng. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Sau đó thì ngài Ta Dứt, ngài Tống Văn mới đi Ta Dứt, thì thấy bây giờ tổ vẫn còn sống, vẫn quả chiếc giày ở trên vai, tuy rất là hung dung nơi đó. Bây giờ nhà mới nói với Ân Chi, tại sao đã thấy đã mình đã chôn tổ rồi mà tại sao bây giờ tổ còn quả chiếc giày đi ở bên tay giúp như vậy? Hai người tức quá mới lật mồ của tổ lên, thì sao thấy nơi đó chỉ còn một chiếc giày thế thân của tổ mà không. Quý đồng đạo thấy chưa? Hay là ngày xưa mà chúng ta thấy nói về vậy mà thánh thôi, tức là Chúa Giêsu thôi, bị người Do Thái đóng đinh rồi treo trên cây thánh giá, rồi dùng mão gai đó đập trên đầu đánh cho nhừ tử hết, sau đó đem chôn vào hang núi, ai cũng tưởng là chết rồi, chôn vào hang đá. Nhưng mà vài ngày sau thì sao, tổ vẫn, ngài Chúa Chúa Giêsu vẫn đi bình thường ở bên ngoài, không có gì hời hớn hết với đồng đạo. Và sau đó ông còn trụ thế là một thời gian để giáo hóa, cuối cùng lại thì sau đó mới thăng thiên. Còn Đức Phật thầy Tây An nè, quý đồng đạo thấy không? Hay là Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, chúng ta thấy là bị nó là giặc khoát, bắt cái thân của ngài bỏ vào trong cái khung củi đem quăng xuống sông. Nếu cái thân bình thường thì chết mất rồi, nhưng mà tới chừng quăng xuống sông rồi kéo lên thì sao, ngài cũng bình thường ung dung tự tại. Rồi Đức Thầy chúng ta cũng vậy, là một vị Phật đã chứng được kim thân. Quý đồng đạo thấy không, không ai làm chết Đức Thầy chúng ta được hết. Vì vậy mà tín đồ Phật giáo và hỏi có ai tin Đức Thầy mình chết đâu, không ai tin. Vì vậy mà không có tổ chức ngày lễ 25 tháng 11, 25 tháng 2, phải không quý đồng đạo? Vì vậy mà tất cả quý đồng đạo chúng ta phải biết rằng cái người đã chứng được kim thân có nghĩa là trường tồn bất sanh bất diệt, hoàn toàn ra khỏi con đường sống chết tự tại, an vui vĩnh cửu. Thưa quý cô bác anh chị em, thì tóm lại với bốn câu giảng mà Đức Thầy dạy, khóa ngũ quẩn rất lành tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tự sanh. Đức Thầy ý thức cho ông Cò Tạo Hảo cũng như cho tất cả chúng sanh biết rằng hôm nay chúng ta mang cái thân tứ đại, mang cái thân ngũ quẩn này là một cái thân giả tạm, vô thường, khổ não, rất là đau khổ. Vì vậy ngài khuyên chúng ta làm sao tu để mà phá đi cái thân trong chốn lục đạo luân hồi, phá đi cái thân trong cái chốn đau khổ này. Mà muốn phá được cái thân trong chốn đau khổ này thì cái điều quan trọng đầu tiên là làm sao chúng ta phải ngăn chặn được cái ý nghiệp, cái cội nguồn của tham sân si, thì chúng ta sẽ giúp cho tâm mình thanh tịnh, trí huệ chúng ta sẽ phát sanh, cuối cùng chúng ta sẽ minh tâm kiến tánh, đắc đạo ở thế gian, cuối cùng chúng ta sẽ thành Phật, chúng ta hoàn toàn ra khỏi cái con đường luân hồi sanh tử, chấm dứt mọi nỗi khổ niềm đau. Thưa quý cô bác đồng đạo, qua lời của Đức Thầy quá là tuyệt diệu của đồng đạo à. Mặc dầu chỉ có bốn câu giảng thôi, nhưng mà Đức Thầy chúng ta đầu tiên nhất thầy chúng ta nhắc về cái thân ngũ quẩn, tức là nói lên cái sự khổ đau trong cái cõi đời này quý đồng đạo à. Ai tu mà không nhận được cái thân này là giả, không nhận được cuộc đời này là khổ đau thì quý đồng đạo tu không được. Đây là cái phần khổ đế, là cái phần đầu tiên mà ngày xưa khi Đức Phật thành đạo, ngài đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp môn tứ đế để độ cho Nam Anh Em Kiều Trần Như, thì cái phần khổ đế là vấn đề hàng đầu. Tiếp đến thì cõi sân si cũng phải tạo trừ, phải
chút lành tham ái, còn sân si cũng phải tạo trừ. Đây là cái nhân để chúng ta tạo nên cái thân ngũ quẩn. Về vậy muốn phá thân ngũ quẩn là phải phá nhân, ngay cái nhân tu tập. Có nghĩa là làm sao phải diệt trừ tam độc chứng tham sân si. Thưa quý đồng đạo, mà hãy diệt trừ được tam độc chứng tham sân si thì chúng ta sẽ đắc đạo. Mà trong kinh Đức Lục Tổ đã khẳng định rằng tà kiến tam độc thật ma dương, lúc tà mê ma tại thân nương, khi giác ngộ Phật thường tại thể. Tà kiến giấy độc sanh tác tệ, tích ma dương tại thể chủ quyền. Chánh kiến trừ tam độc tâm yên, ma biến Phật thấy liền trước mắt. Đó, Đức Lục Tổ dạy rất rõ. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ, cái câu cuối cùng đó là kim thân thị hiện giúp trừ tử sanh. Đây là cái quả chứng. Thế nên có ý thức giác ngộ và có nhân tu, có quả chứng, thì đây là cái bốn câu thôi, chân mật nội hàm cả một cái chân lý tu tập. Mong rằng quý cô bác đồng đạo phải vững niềm tin nơi giáo lý Đức Thầy, hãy cố gắng tha thiết tu tập thì cuối cùng chúng ta sẽ thành công đắc quả. Thôi thì cái thời gian nó cũng cho phép cũng không có được nhiều, thì theo cái sự ấn định của chương trình thì chúng tôi thuyết giảng đến 9:45. Nhưng mà xét thấy rằng đối với giáo lý viên Phan Chí Tâm là một giáo lý viên ưu tú, đang được rất nhiều quý đồng đạo chúng ta yêu mến. Thế nên chúng tôi cũng nhường lại vài phút sau để cho đồng đạo có thời gian tâm tình với quý đồng đạo nhiều hơn. Thì trước khi rời khỏi nơi đây, chúng tôi quá sức là vui, kính cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt an ninh pháp lý. Kính cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho giáo lý viên chúng tôi được trở về đây. Kính cảm ơn tấm lòng thương thầy lo đạo của toàn thể quý cô bác đồng đạo với cái tinh thần cũng như cái nhiệt tâm để ủng hộ giáo lý viên làm tròn cái bổn phận trong buổi gặp gỡ hôm nay. Trước khi rời khỏi diễn đàn, chúng tôi cũng không biết nói sao hơn. Xin nguyện cầu với ơn trên Đức Phật Đức Thầy ban bố phước lành cho tất cả chúng ta nơi đây, nhất là các cấp chính quyền lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, trí tuệ sáng suốt để phục vụ tốt cho dân, cho nước. Còn riêng về quý cô bác đồng đạo lúc nào cũng được trí huệ, sức khỏe tràn đầy để làm sao chúng ta mãi tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Kính chúc toàn thể quý cô bác đồng đạo thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy, đó là tu cầu Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao, tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin cảm ơn giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê đã mang đến cho chúng ta một suối nguồn đạo pháp thật bổ ích. Và xin kính chúc giáo lý viên pháp thể khinh an tuệ nguồn rực sáng để đem giáo pháp của Đức Phật Đức Thầy truyền bá khắp nơi trong sanh chúng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin quý vị cho giáo lý viên thêm một tràng vỗ tay.